TV Xiaomi hàng chính hãng mới 100% bây giờ giá rẻ quá các bạn ạ. Dưới 4 triệu là chúng ta đã có thể mua được một cái mẫu TV Xiaomi hàng chính hãng rồi. Đấy. Và video ngày hôm nay của mình sẽ không phải là một video review về TV, bởi vì ở trên kênh YouTube của mình đã review về quá nhiều TV rồi. Hôm nay thì mình đang có ở trên này là hai cái dòng TV Xiaomi cực kỳ hot của phân khúc chính hãng. Ở xa mình hơn sẽ là TV Xiaomi dòng A, còn ở gần mình hơn thì sẽ là TV Xiaomi dòng A Pro. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn xem là cái dòng A với cả cái dòng A Pro này nó khác nhau cái điểm gì. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai nữa là mình sẽ cho các bạn xem là cái sự khác biệt giữa TV Xiaomi hàng chính hãng với hàng xách tay thì nó khác biệt nhau ở những cái gì. Và cái việc chúng ta đi mua TV thì chúng ta sẽ lựa chọn mua những cái sản phẩm nào nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái dòng A trước đi. Đây, cái dòng ở xa kìa. Thế thì hiện tại cái dòng A nó sẽ có 3 cái phiên bản. Đấy là phiên bản 32 inch, phiên bản 43 inch và phiên bản 55 inch. Và chỉ có phiên bản 55 inch thì nó mới có màn hình 4K. Còn lại hai phiên bản kia chỉ có màn hình là Full HD thôi. Cái này là cái mà chúng ta cần phải chú ý nhé. Còn riêng đối với cả cái phiên bản Pro này đây, thì tất cả các phiên bản của nó đều có màn hình là 4K. Đấy. Và phiên bản Pro ấy, thì nó sẽ có 4 dòng. Đấy là 43 inch, 55 inch và nó sẽ có thêm 65 inch và 75 inch. Nghĩa là nếu mà các bạn muốn mua những cái TV mà kích thước nó rất là lớn, kiểu như 65 inch hay là 75 inch, thì các bạn sẽ chỉ mua được cái phiên bản Pro mà thôi. Còn nếu mà các bạn muốn mua cái phiên bản rẻ nhất mà ở đầu video mình nói tầm khoảng dưới 4 triệu ấy, thì nó sẽ là cái phiên bản A mà kích thước là 32 inch. Còn trước mặt các bạn bây giờ là mình đang lấy hai phiên bản cùng kích thước màn hình của dòng A và dòng A Pro ra để mà so sánh cho các bạn. Và hiện tại thì hai cái phiên bản này nó lệch nhau đúng 1 triệu. Đấy, đây là hai phiên bản kích thước màn hình là 43 inch và lệch nhau đúng 1 triệu. Một cái là khoảng dưới 6 triệu, còn một cái là khoảng dưới 7 triệu. Thế thì với cái mức giá chênh lệch khoảng 1 triệu đồng đó thì cái phiên bản Pro nó sẽ được hơn những cái gì so với phiên bản thường. Đấy, thì mình sẽ so sánh luôn. Cái điểm thứ nhất đấy là về cái độ phân giải màn hình. Cái phiên bản thường kia ấy, thì nó chỉ có độ phân giải màn hình Full HD thôi. Nhưng mà khi các bạn lên phiên bản Pro thì chúng ta sẽ có độ phân giải màn hình 4K rồi. 4K và Full HD đối với cả một cái mẫu màn hình kích thước là 43 inch thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm nhận được thấy rất rõ ràng về cái độ chi tiết đấy. Cái độ chi tiết của dòng Pro này nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Chúng ta chú ý nhá. Tiếp tục nữa nào. Cái sự khác biệt thứ hai nữa nó đến từ cái sự khác biệt về công suất loa. Cái phiên bản thường ấy thì nó sẽ có hai loa, công suất mỗi loa là 10W, như vậy tổng công suất loa sẽ là 20W. Còn phiên bản Pro thì chúng ta sẽ có mỗi bên loa là 12W, như vậy tổng công suất loa sẽ là 24W. Các bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt khi mà bật max volume của hai cái mẫu loa này lên đấy. Còn tất nhiên nếu mà các bạn kết hợp với cả các cái mẫu loa ở bên ngoài thì lúc đó thì không nói gì rồi, bởi vì lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái loa ở bên ngoài rồi. Đây, thế tiện thể nói về việc là nếu mà chúng ta kết hợp với loa ở bên ngoài thì sao? Thì thực sự là nếu mà như thế nhá, thì mình thích cái kiểu chân đế của cái phiên bản thường hơn. Tại sao lại như thế? Tại vì các bạn có thể nhìn thấy này, cái khoảng cách giữa hai cái chân đế của cái phiên bản thường kia nó cách rất là xa nhau. Vậy nên là mình có thể để được những cái bộ loa sao 3 thanh dạng dài như này mà không sợ bị vướng víu. Đúng nào? Còn cái phiên bản Pro, nếu như mình không kết nối vào loa sao 3 thì không sao. Mình nhìn cái chân đế này thì nó rất là đẹp rồi. Nhưng mà về cái tính thực dụng ấy, thì với cái chân đế này nếu mà mình muốn để cái bộ loa sao 3 lên thì mình sẽ phải để nó lên trên cao hẳn như này. Đấy, thì nó sẽ hơi bất tiện một tí. Đấy, thì cái này cũng là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Chứ còn nếu mà không kết nối vào sao 3 thì mình thích cái chân đế của phiên bản Pro hơn nhé. Tiếp tục nữa nào, cái sự khác biệt nó sẽ đến từ cái phần hiệu năng nữa. Cái phiên bản Pro thì chúng ta sẽ có cái GPU tốt hơn là phiên bản thường. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là RAM của nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. RAM của nó là RAM 2GB so với RAM 1.5GB. Và cái bộ nhớ trong của nó là 16GB thay vì 8GB. Thế thì với một hiệu năng tốt hơn như thế thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến trải nghiệm? Ví dụ như là chúng ta mở ứng dụng này, nó sẽ nhanh hơn này. Chúng ta sử dụng giọng nói Google Assistant tìm kiếm cái thứ thì nó cũng sẽ nhanh hơn này. Đấy, kiểu như thế. Và với một cái bộ nhớ trong nó thoải mái hơn thì chúng ta sẽ cài đặt được nhiều ứng dụng hơn đối với cả phiên bản Pro so với cả phiên bản thường. Và còn có một cái sự khác biệt nữa giữa hai cái phiên bản này, đấy là về khối lượng. Khối lượng của phiên bản Pro nó sẽ là khoảng 7kg, còn phiên bản thường thì nó sẽ là tầm khoảng 6kg. Đấy. Và các bạn nhìn đây thì cái phiên bản Pro ở đây
nó cao hơn so với phiên bản thường bởi vì cái chân đế của nó cao hơn thôi. Chứ còn mình thấy là về viền màn hình hay là về cái form thiết kế của phiên bản Pro với phiên bản thường là gần như giống nhau, chúng ta sẽ khó có thể phân biệt được. Đấy, còn nếu mà treo lên trên tường thì mình nghĩ là nhìn nó sẽ như nhau. Rồi, thế thì bây giờ bộ đôi sản phẩm này nếu mà so với cả phiên bản hàng sách tay thì nó sẽ có những điểm gì khác biệt nào? Cái điểm thứ nhất, đấy là về phần mềm. Thì hiện tại bộ đôi này đang chạy sẵn Google TV luôn. Đấy, Google TV thì nó sẽ có một cái giao diện rất là trực quan. Và tất nhiên rồi, nó sẽ có tiếng Việt 100%. Còn ví dụ như là đối với cả TV Xiaomi hàng sách tay chẳng hạn, thì nếu bạn ý thì chúng ta vào trong phần cài đặt ấy, nó vẫn là tiếng Anh nhé bạn nhé. Nó sẽ chỉ có tiếng Việt ở bên ngoài màn hình chính thôi. Và cái sự Việt hóa của nó chắc chắn là không thể nào mà Việt hóa tốt bằng cái phiên bản hàng chính hãng này được. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đấy là cái phiên bản sách tay thì nó sẽ bị lỗi màn hình chờ, lỗi đồng hồ ở màn hình chờ. Ví dụ như ở đây cái phiên bản hàng chính hãng của mình nó đang là 9 giờ 53 phút chẳng hạn, thì phiên bản sách tay ấy, thì nó sẽ ghi là 10 giờ 53 phút bởi vì nó theo giờ Trung Quốc lệch hơn giờ Việt Nam đúng một múi giờ. Đấy, thì rõ ràng rồi, để màn hình chờ như này thì chúng ta xem giờ nó sẽ chuẩn xác hơn, đúng nào? Và tất nhiên đối với cả hàng chính hãng như này thì ví dụ như nhà bạn mà có con nhỏ cái thứ có nghịch ngợm thoải mái thì bản ROM nó vẫn như thế thôi. Chứ còn nếu mà hàng sách tay mà nghịch ngợm mà nhỡ may mà nó về cái giao diện gốc ấy thì lại phải nhờ đại lý đến mà cài đặt lại, thì như thế nó mình thấy là nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Và có một số các cái phiên bản của hàng sách tay nó sẽ không tương thích với Netflix, không phải tất cả nhưng mà sẽ có một số phiên bản nó không tương thích với Netflix, thì đối với cả hàng chính hãng tương thích 100% với cả Netflix. Thậm chí là cái phiên bản TV Xiaomi sách tay ở nhà mình đang sử dụng bây giờ, mình còn không đăng nhập được tài khoản Google của mình vào trong cái ứng dụng YouTube cơ. Thì đối với cả phiên bản hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có được cái điều đó rất là dễ dàng thôi. Tiếp tục nữa, đấy là cái sự khác biệt về cái điều khiển. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phiên bản hàng chính hãng thì nó sẽ có một cái điều khiển full hơn rất nhiều so với phiên bản hàng sách tay. Hàng sách tay thì cái điều khiển nó rất là cơ bản thôi, chỉ có điều khiển tăng giảm năng lượng rồi điều khiển lên xuống cái thứ thôi. Đây thì đối với phiên bản hàng chính hãng chúng ta sẽ có thêm cả một cái điều khiển số ở đây nữa này, và chúng ta sẽ có các phím tắt để chúng ta truy cập vào Netflix hay là YouTube hay là các ứng dụng ở đây. Nghĩa là điều khiển của nó sẽ rất là đầy đủ. Coi như là hàng sách tay là nó chỉ có mỗi phần dưới thôi, còn toàn bộ phần trên này nó không có. Thì đối với phiên bản hàng chính hãng thì nó sẽ có đủ cả phần dưới lẫn phần trên của chúng ta. Và điều khiển tất nhiên sẽ là điều khiển Bluetooth rồi, chúng ta muốn chỉnh ở đâu thì ở trên TV này nó vẫn có thể điều khiển được. Và đối với TV hàng chính hãng ấy, thì chúng ta có thể download cái app Mi Home về đây để mà kết nối trong cái hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi. Cái điều mà TV sách tay bây giờ đối với nhà mình thì nó sẽ rất là bất tiện trong các cái khoản đó. Kể cả không chỉ riêng gì TV đâu, bây giờ mà các bạn mua những cái đồ gia dụng khác sách tay thì nó sẽ phải kết nối qua một cái app khác chứ không sử dụng được Mi Home chính hãng, hoặc là chúng ta sẽ phải chuyển vùng rất là phức tạp. Thì đối với chính hãng chúng ta không cần phải làm cái gì hết, cứ tự động có một cái app Mi Home chính chủ download từ CF Play về, thế là xong. Và một cái sự khác biệt nho nhỏ nữa, đấy là ở cái phiên bản chính hãng ấy, nó sẽ có dòng chữ Xiaomi ở đây này. Đấy, đối với sách tay thì nó sẽ có chữ Mi. Và tất nhiên bảo hành thì hàng chính hãng sẽ được bảo hành 2 năm. Đấy, thì mình thấy là cái bảo hành này nó cũng sẽ khá là thoải mái cho chúng ta. Còn cái việc mua TV sách tay hay là chính hãng ấy, thì mình thấy là nó còn tùy thuộc vào nhu cầu và tùy thuộc vào túi tiền của mỗi người. Cá nhân mình thấy là nếu mà đối với cả những cái mẫu TV mà size nó rất là lớn thì cái khoảng cách chênh lệch tiền giữa hàng chính hãng với hàng sách tay nó có tương đối. Đấy, thì lúc đó nó có thể ưu tiên mua hàng sách tay. Nhưng mà riêng đối với cả những cái mẫu TV mà giá nó đã quá rẻ như này, tầm khoảng 4 triệu hay là 6 triệu, 7 triệu như này, thì khuyên thật là anh em nên ưu tiên mua phiên bản hàng chính hãng cho nó yên tâm. Nghĩa là đối với bản thân mình ý, thì nếu mà giá trị của cái TV nó không quá lớn mà khi mà hàng chính hãng của nó đã quá rẻ rồi thì cứ ưu tiên mua hàng chính hãng, thì trừ khi nào mà giá của nó đắt quá thôi. Còn tất nhiên với cái tầm giá này, nếu như chúng ta mua những cái mẫu TV của các hãng lớn như là LG, Samsung hay là Sony, thì thứ nhất chúng ta sẽ chỉ mua được size nhỏ, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, đấy là cái hệ điều hành của nó, thậm chí là khi chúng ta chỉ mua được WebOS thôi chứ chưa mua được Smart TV đâu, chứ huống chi là chúng ta sẽ có cả Android TV, Google TV như này. Đấy, với một cái cấu hình rất là cao như này. Đấy, thì cái đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Và vừa rồi là mình đã so sánh cho các bạn là giữa phiên bản Pro với phiên bản thường nó khác nhau như nào này, phiên bản chính hãng với sách tay nó khác nhau như nào này. Với cá nhân mình thì mình thấy là với cái sự chênh lệch có khoảng 1 triệu giữa cái phiên bản Pro với phiên bản thường đối với cùng kích thước màn hình là 43 inch nhá, thì mình sẽ ưu tiên mua phiên bản Pro hơn. Đấy, 43 inch 4K là khá sắc nét đối với cả cái mắt nhìn của mình rồi. Cái giao diện Google TV này thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng sử dụng. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cả trợ lý giọng nói Google Assistant. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ?
Hôm nay tại khu đô thị An Hưng, nhiệt độ cao nhất có thể sẽ là 32 độ và thấp nhất là 26 độ. Rất nhanh chóng đúng nào, hay đơn giản như mở YouTube. Đang mở YouTube. Mở kênh YouTube Dương Dê. Tất nhiên là được, sau đây là một vài video. Rất nhanh luôn, đúng không ạ? Và tất nhiên nó cũng sẽ có một số những cái thứ khác nữa, ví dụ như là công nghệ âm thanh Dolby Audio này. Đấy, rồi là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái cổng kết nối ở phía sau này. Đấy, ví dụ ở đây mình thấy là 3 cổng HDMI này, rồi là những cái cổng cắm USB này, các bạn có thể cắm chuột hay là cắm bàn phím cái thứ ở đây. Rất là đầy đủ luôn. Và cũng có thể trình chiếu từ màn hình điện thoại lên trên màn hình TV được, vân vân. Rất nhiều thứ. Đấy, nhưng mà chủ yếu là cái video này mình so sánh cái sự khác biệt thôi. Các bạn cảm thấy sao? Và khi lựa chọn đi mua TV thì các bạn còn quan tâm tới những yếu tố nào khác nữa? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và bộ đôi sổ này hiện tại đang được phân phối chính hãng tại gigadigital.vn. Đấy, các bạn có thể truy cập vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này để có được mức giá tốt nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.